Em chào các anh. Em tiếp tục em phục vụ các bác nào mà đang hỏi âm ly rời dòng size 20.5 có anh các anh nhé. Thì đây, con này là một âm ly rời dòng size 20.5, dòng Intech 205 của Onkyo, là dòng âm ly rời cao cấp để phục vụ các bác là về là mình ghép với các cái đôi loa Buxell bát nó khoảng 16 đổ về, hoặc là những cái loa dàn bát 16, bát 12, bát 14 mình ghép ở đây ok các anh nhé. Đây vì đây là những con âm ly rời nó sản xuất rời, mục đích của nó là gì? Nó bán ở thị trường là để cho khách hàng ghép theo cái sở thích cá nhân đấy, mà cần những con âm ly nhỏ và sử dụng những các cái loa vừa phải, bát 13, 14, 15, 16 đổ về đấy, 13, 14, 15 và 16 để nghe trong các cái phòng diện tích nó độ khoảng tầm 20-25 m² đấy, thì nghe nhạc bằng những cái con âm ly này thì nó tiếng rất là hay. Thì sẽ có nhiều bác ở đây là con âm ly dàn đấy. Thì em cũng xin thưa rằng là các bác đang bị nhầm. Nếu như là âm ly dàn thì các bác sẽ tìm được những con loa nó cũng có tên là như thế này luôn, là 905TX như này luôn. Nhưng các em khẳng định luôn với các bác rằng các bác sẽ không bao giờ tìm được những cái đôi loa đó ở trên thị trường, bởi vì nó không tồn tại. Và những con âm ly này là những dòng Intech 205 mình search Onkyo A905TX database. Các anh có thể tìm thấy cái database của nó ở trên các cái diễn đàn, ở trên các cái trang chủ của Onkyo, và nó bán độc lập, bán rời hoàn toàn, không đi theo một cái dàn nào cả. Đó. Thì các bác sẽ tìm được các thông tin của cái con âm ly này ở trên đó. Và nếu như bình thường âm ly, nếu như mà các bác tìm các cái con âm ly mà âm ly dàn nhé, các bác tìm, ví dụ các bác tìm Onkyo A905TX phát là nó sẽ ra cả âm ly và cả một đôi loa nó cũng có tên như vậy, đi combo theo dàn luôn, thì đó là âm ly dàn. Nhưng có những con này thì là các bác tìm không bao giờ tìm được cái loa 905TX đâu, vì nó âm ly rời, phục vụ cái việc là người ta có thể ghép với các cái loại của hãng khác vào đây để người ta nghe nhạc tùy theo từng sở thích cá nhân đấy, tùy theo cái cảm tính về cái âm nhạc của mỗi người đấy. Thì con 905TX này là một con âm ly rời nhá. Đấy, nói thêm cho các bác để các bác hiểu hơn, để các bác không bị nhầm lẫn giữa âm ly rời và âm ly dàn nhá. Âm ly rời thì tiếng sẽ hay hơn rất là nhiều, vì bản thân nó là một con âm ly chuyên để xử lý tín hiệu âm thanh, nhưng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đó, thì đấy em xin phép dùng khoảng 1-2 phút đầu tiên để em nói thêm về cái âm ly cho các bác hiểu rõ hơn. Còn bây giờ em sẽ đi vào cái chi tiết của âm ly nhé. Đây con âm ly 905TX này. Đấy, hàng về còn rất là đẹp. Đấy, các bác có thể thấy là hàng còn rất là đẹp này. Đấy. Đó. Âm ly thì là có chiều ngang khoảng 20.5, chiều sâu khoảng 33 và chiều cao khoảng 10 cm nhé. Đây em sẽ đo chính xác các bác kích thước của nó. Chiều ngang của âm ly là 20.5 này, sâu nó đi 33 này, đấy, và cao chiều dày của âm ly là 9 cm nhé, 9 cm. Đó. Thì bây giờ em sẽ test tiếng cho các bác này. Âm ly này có rất nhiều đường vào khác nhau, từ đường line, CD, RBC, đường tape, đường tuner, đường MD, đường CD. Thì các cái này thì nó mở rộng thêm để mình có thể ví dụ mua thêm các cái CD rời của cái hãng Onkyo này với cái size này để mình ghép vào đây để mình nghe nhạc từ CD, từ MD, mình có thể nghe đài FM từ các thớt tuner của nó, nghe nhạc từ băng cassette qua các thớt tape, và cái đường line CRBC này là để kết nối máy tính điện thoại nghe nhạc. Đó. Đấy nhá. Đây thì em sẽ ấy cho các bác thử này. Đấy, mở. Hiện tại em đang cắm đường line, cho chuyển đúng đường line mà sẽ có tiếng ra này. Đấy, xoay input nhá. Xoay input chuyển sang đúng đường line sẽ có tiếng này. Đấy. Âm ly sẽ có thêm chế độ acoustic precision để mình có thể nó tăng cường thêm cái âm bass lên. Hay chính xác hơn là nghe chế độ siêu trầm đấy, để khai thác những con loa nào nó có cái giải trầm tốt thì mình có thể tăng cường thêm lên như này. Còn với những con giải trung âm tốt thì mình sẽ để off nhé. Đấy. Âm ly có chỉnh bass tép rời ở ngay trên mặt máy như này. Đây, em sẽ vặn bass tép của các bác để thử cảm nhận nhé, xem là bass tép nó còn hoạt động không nhé. Đây. Hạ về này. Tép này.
đây sẽ có một chế độ đánh direct, là chế độ đánh mộc không quá trình mà tép nhé. Thì thông thường là anh ai bác nào mà nghe các cái dòng nhạc mà là mình cần cái sự gọi là mộc mạc thì mình sẽ để direct nhé, còn nếu không hay để tông. Đấy. 905 tích. Con này thì đằng sau đây nó ghi công suất của nó đây là 45W điện 100V nhé, hàng made in Japan với giải trở kháng là từ 4 đến 16 nhé. Đấy, và với công suất này thì mình có thể ghép những đôi loa bass khoảng 16 về đổ về là mình nghe nhạc rất là hay. Như em hiện tại em đang thử tiếng từ cái đôi Technic SB6 này, là bass của nó bass 27, công suất 80W, trở kháng 8 ohm thì em mở ở mức 12 giờ thì các bác thấy là tiếng vẫn rất là ok này. Kể cả mức 2 giờ này. Tất nhiên nếu mở mắc thì nó sẽ không thể nào mà tải được rồi. Nhưng mà ở mức 2 giờ và 12 giờ thì em thấy là tiếng vẫn rất là ok. Tiếng bass bằng rất là căng, không bị trùng. Nếu mở như thế này thì nó sẽ bị trùng. Đến tầm này thì nó bắt đầu nó sẽ cảm giác hơi trùng. Nhưng mà ở đây tầm này vẫn ok nhá. Thì tất nhiên đây nó có đâm đi nhọn. Nó không thể khai thác được hết cái công suất của đôi nó to được. Nó chỉ khai thác đến công suất đó tầm khoảng tầm 30W một vế là nó phải thôi rồi đúng không? Ví dụ thế. Đấy. Đấy thì con 905 TX này các bác thấy là nó chạy bình thường, ok. Hình thức như đã quay. Nói chung là với em đánh giá đây là một con hàng còn rất là đẹp. Độ đẹp của nó phải đạt khoảng tầm 95-96%. Còn tất nhiên đây là hàng đã qua sử dụng thì nó không thể tránh được một vài vết xước sát. Đấy, nó là điều chắc chắn. Đó thì với con 905 TX này thì em bán bình thường là những con này là 2.4 triệu thì em bán hôm nay em bán xả nhanh với giá là 1.950.000 đồng. Thì anh nào bác nào đang có nhu cầu mua con âm đi này về để ghép với các loa Buxell bass 16 đổ về nghe nhạc, hoặc ghép với các cái loa dàn mà nó cái cục dàn của mình chẳng may nó bị cháy thì mình lấy con âm đi này về mình ghép vào để nghe nhạc cũng rất là hay nhá, bass khoảng 16 đổ về. Thậm chí là một số các cái loa dàn mà củ từ nó bé nhá, mà bass 20 vẫn quánh được thoải mái nhá. Đấy. Nếu còn tùy theo cái loa của mình nữa, loa dàn thì đôi khi có những cái loa mà nó thiết kế thì loa nó sẽ không phải là củ bát quá to đâu. Củ bát nó có khi cả cái loa bát 20 nó kiểu củ bát nó chỉ được khoảng độ 10 với 12 thôi, củ từ ấy. Thì mình dùng cái con này oánh vẫn được nhá. Đấy. Loa dàn bát khoảng 20 đổ về. Đấy. Thì là bác nào đang có nhu cầu mua con âm ly này alo em nhé. Em xin chào các anh. Và là mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ là số 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Xin chào mọi người ạ.